Hello, xin chào tất cả quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà cụ Minh Phụng. Và hôm nay, mình là Ngọc Đen xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đàn organ Jazzman K250 từ A đến Á. Cho mình xin 30 giây được quảng cáo. Nếu các bạn muốn sở hữu cái đàn organ Jazzman K250 thì hãy liên hệ ngay đến nhà cụ Minh Phụng qua hotline 02866768606. Nhà cụ Minh Phụng đã nhận được khá là nhiều câu hỏi đến từ các bạn, đó là em mới chơi đàn, nhưng trên cái đàn organ có khá là nhiều nút thì làm sao để có thể sử dụng được hết tất cả các tính năng trên cái đàn. Vậy thì mời các bạn hãy đón xem video ngày hôm nay nhé. Mong rằng sau video ngày hôm nay có thể giúp được cho các bạn có thể làm chủ được cái đàn của mình, và đặc biệt là cái đàn Jazzman K250. Như các bạn có thể thấy thì ở trên mặt đàn organ Jazzman K250 này nó có khá là nhiều nút khác nhau. Mỗi nút nó có một cái tính năng riêng, và mình sẽ chia các cái nút này nó thành 4 bộ phận khác nhau. Bộ phận thứ nhất là bộ phận dữ liệu. Đây là bộ phận dữ liệu. Đó. Bộ phận dữ liệu. Bộ phận thứ hai là bộ phận điều khiển. Bộ phận điều khiển thì đây là bộ phận điều khiển. Và đây. Dãy số. Bộ phận thứ ba là bộ phận bank remember, có nghĩa là bộ phận lưu trữ. Là bộ phận lưu trữ. Và thứ tư là bộ phận hiệu ứng và các tùy chọn khác. Thì có 4 bộ phận như sau. Thì các bạn muốn làm chủ được cái đàn của mình thì các bạn phải hiểu và biết kết hợp các bộ phận chức năng này lại với nhau một cách linh hoạt. Giờ mình sẽ đi vào từng bộ phận. Đầu tiên mình sẽ đi vào bộ phận dữ liệu. Bộ phận dữ liệu là gồm có demo, song, style, voice, piano và smart learning. Thứ nhất, demo. Demo là các cái bản nhạc demo mà giúp các bạn hình dung được giai điệu của các cái điệu này nó như thế nào, hoặc là cách chơi của điệu đó ra làm sao, phù hợp với những bản nhạc nào mà các bạn có thể biết được cái bài nhạc mình muốn chơi á, để các bạn chọn điệu cho phù hợp, hoặc là mở lên để nghe giải trí cho vui cũng được. Thì đây để mình cho các bạn xem thử demo. Nó có tổng cộng 8 bản demo khác nhau. Bossa Nova. Đó, Fusion. Nhạc tra. Đó, thì nó có 8 bản demo khác nhau. Đó, 8 bản. Tiếp theo là phần song. Phần song này là thì phần song là các cái bản nhạc được nhà sản xuất cài vô trong đàn. Nhiều người nghĩ đây chắc chắn là chỉ là cái bản nhạc nổi tiếng được nhà sản xuất cài đặt vô trong đàn rồi bật lên nghe giải trí cho vui. Nhưng đó chỉ là đúng một phần thôi nhé các bạn. Còn một tính năng đặc biệt ở trên cái đàn Jazzman K250 này, đó là phần song này nó sẽ được liên kết với phần Smart Learning. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn nói sơ về cái Smart Learning này với phần song này như thế nào. Phần song ở kênh cái đàn này thì nó gồm có 160 bài song khác nhau. Thì phần song này là nó sẽ gồm các cái bản nhạc được nhà sản xuất đưa vào trong cái đàn này, và liên kết với Smart Learning là nó sẽ giúp các bạn học 160 bài nhạc đó trên cái đàn này luôn. Đó, để mình cho các bạn nghe thử sơ qua một vài bài. Đây, hoặc là bài All Inside. Đó, đó là phần song. Rồi, tiếp theo là style. Style là các điệu đệm nhạc, ví dụ như là rumba này, cha cha cha, ballad hoặc là một số điệu khác. Để sử dụng thì phải kết hợp với bộ phận điều khiển để mình chọn điệu mà mình muốn. Ví dụ đây, bộ phận điều khiển ví dụ như là mình chọn nút lên này, nút xuống này, hoặc là bấm số. Ví dụ bấm số 002, 003. Đó. Hoặc là 144. Ví dụ điệu bolero là 241 này, bấm số 241.
thì ra Bolero. Và đặc biệt trên cái đàn Custman K250 này, mình có thể cài được thêm 10 điệu ngoài nữa. Ở trên cái đàn thì nó chỉ hiện 240 điệu thôi. Đây. Các bạn có thể thấy ở trên cái đàn hiện 240 điệu. Nhưng ở cái đàn này có thể chiết được thêm 10 điệu ngoài nữa là từ 241 đến 250. 251 là Bolero. Cha, đó DJ này, chơi DJ. Mình cho bạn nghe thử. Đó, Bolero. Đấy, slow rock. Slow pop. Quit. Để có được những cái điệu này thì bên mình đã chép vô cho các bạn. Sau này mình sẽ làm clip hướng dẫn riêng để hướng dẫn cho các bạn cách chép điệu trên cái đàn Custman K250 này nó sẽ như thế nào. À, ok. Tiếp theo là phần voice. Voice là gì? Voice là bộ tiếng bao gồm âm thanh của nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Ví dụ như là tiếng sáo, tiếng piano, tiếng đàn violon. Đó, ví dụ đó là các bộ voice. Thì mình đã, đây là tiếng sáo này. Đó, tiếng piano này. Hoặc tiếng violon. Đó, đó là voice. Ngoài ra, cái đàn Custman K20 này còn có các cái tiếng của nhạc cụ dân gian Việt Nam. Ví dụ như là tiếng đàn tranh, đàn bầu hay là tiếng dance để chơi mình, để mình chơi DJ. Đây, ví dụ đàn tranh 001. Đó là đàn tranh. Rồi đàn bầu. Đó, đàn bầu. Rồi tiếng dance để mình chơi DJ này. Đó. Rồi bộ trống. Rồi tiếng bass EDM. Đó là những cái tiếng mà nhiều cái đàn khác trong cùng tầm tiền có thể là chưa có những bộ tiếng này. Nước tiếp theo là piano. Piano thì là chỉ là tiếng piano thôi. Ví dụ như các bạn mua về, các bạn bật lên, bật đàn lên thì nó là tiếng đàn tranh. Mà các bạn muốn chơi piano luôn thì các bạn bấm sang nút piano, tự động sẽ sang tiếng piano cho bạn. Và mình đánh piano. Tiếp theo là nút Smart Learning. Smart Learning là chức năng học đàn trên cái đàn organ Custman K250. Có nhiều bạn muốn học đàn nhưng không có nhiều điều kiện tích góp để mua một cái đàn organ về chơi vì đam mê đã là khó lắm rồi. Chứ nói gì thì kinh phí đi học đàn ở trung tâm hay gia sư. Cũng như đối với nhiều người vì quá bận về công việc hay học tập không có nhiều thời gian để đi học đàn. Thì chỉ cần có cái đàn Custman K20 này ở nhà thì ngồi vô đàn học bất cứ lúc nào. Chỉ cần bật chức năng Smart Learning lên là có thể học được rồi. Và chức năng này học như thế nào, có đơn giản hay không thì mình xin trả lời là vô cùng đơn giản nha các bạn. Hứa hẹn với các bạn là lần sau mình sẽ làm clip hướng dẫn sử dụng tính năng Smart Learning này. Và là đã xong phần bộ phận dữ liệu. Tiếp theo là đến bộ phận điều khiển. Đầu tiên đây là nút tắt mở đàn. Các bạn chỉ cần bấm vào phát là nó sẽ lên màn hình. Nhưng khi muốn tắt thì các bạn phải giữ 2 giây thả ra, nó sẽ tắt. Để tránh trường hợp mình đang chơi mà có ai lỡ bấm trúng thì nó sẽ không tắt. Đó, phải giữ 2 giây thả ra, nó sẽ tắt. Phía trên là nút volume. Volume thì vặn min max. Đấy. Đó. Rồi, tiếp theo là nút shift. Nút shift này là có tác dụng sử dụng những cái tính năng mà nó có cái dải trắng ở dưới này. Đây các bạn thấy ở đây thì có này, ghi âm này, một số cái melody 1, 2, 3, 4, 5, touch, perform, hoặc là octave, tempo,
album Dictionary đó, Revert hoặc là Sustain để chơi minor đó, thì mình giữ nút shift và mình chọn nút đó. Đó rồi, tiếp theo là nút start stop. Start stop là để bật hoặc là tắt các cái bản nhạc, giai điệu hay là chương trình đang chạy trên đàn đó, ví dụ đó, đây là mình bật này. Đó, mình tắt thì mình bấm bật. Nút tiếp theo là nút sync start. Sync start là có nghĩa là nó chuyển chế độ sẵn sàng, mình phải chờ lệnh của bạn là cái đàn nó sẽ chạy. Ví dụ mình bấm vào đây là trên màn hình các bạn có thể thấy số 1, 2, 3, 4 đang nháy. Trên màn hình có thể thấy được 1, 2, 3, 4 đang nháy, thì các bạn chỉ cần bấm dưới bàn phím là động đàn sẽ chạy thôi. Đó là chờ lệnh. Tiếp theo là intro, ending, fill A và fill B luôn, mình nói gộp luôn cả ba cái. Thì một bài hát nó gồm có 3 phần: phần mở bài, thân bài và kết bài. Thì phần mở đầu có nghĩa là intro. Phần thân bài thì gồm có fill A và fill B. Fill A, fill B giống như là verse, vậy là verse, verse 1, verse 2, B là phần điệp khúc và kết thúc là ending. Thì một bài nhạc để mình ví dụ cho các bạn thử. Rồi intro này, các bạn nhìn trên màn hình các bạn thấy chữ A nó nhấp nháy, có nghĩa là mình vừa bấm vô phần nút intro thì khi hết phần intro nó sẽ vô phần fill A luôn. Đó, đây là intro. Đó, vô A luôn này. Đó, qua B này, bấm B là qua B này. Động hơn một xí. Rồi kết thúc này, bấm in đi. Rồi đó, đó là phần intro, ending, fill A và fill B. Thì cái đàn này nó hay được cái là fill A và fill B rời nhau, nó không bị dính liền vào một nút như nhiều cái đàn khác trong cùng tầm tiền. Thì cái này rất là tiện lợi. Ví dụ các bạn muốn chơi fill A thì các bạn bấm vào A, các bạn muốn chơi fill B thì bấm B, nó vẫn sẽ có báo trống cho các bạn. Một số cái đàn fill A fill B nó dính liền với nhau, thì khi mà các bạn đang chơi fill A, các bạn vẫn muốn tiếp tục ở fill A nhưng mà có báo trống và chưa muốn sang fill B, thì các bạn bắt buộc phải bấm hai lần vào cái nút đó thì nó mới nhảy qua B, xong nó nhảy qua A lại cho các bạn. Những người nào mà mới chơi nhịp chưa chắc thì bấm vào có thể sẽ bị rớt nhịp. Rồi tiếp theo là nút fade. Fade có nghĩa là fade thì gồm fade out, fade in. Thì khi các bạn bấm, ví dụ như mình bấm thì trên màn hình nó sẽ hiện là giống như tên Devo. Như tên Devo nó lớn dần thì mình hiện sàn nha. Rồi mình đánh này, đánh chưa, bấm hiện sàn thì còn đánh rồi phím thì đàn sẽ chạy và nó sẽ to dần. Các bạn thấy cái đàn tự to dần. Là fade in. Rồi khi mình chơi xong thì mình bấm một lần nữa là fade out. Các bạn thêm giống cái tên nó nhỏ xuống này. Đó, fade out nó nhỏ dần, kết thúc nhỏ dần. Tiếp theo là nút chord. Chord là hợp âm. Rồi khi mà các bạn bấm vào đây này, trên màn hình sẽ hiện chữ ABC. Hiện ABC có nghĩa là nó sẽ hiện thị phần hợp âm ở phía bên tay trái của các bạn bấm vô thì sẽ bấm nhảy. Và trên màn hình có hiện hợp âm cho các bạn thấy luôn, như mình đang bấm la thứ nha. Đó, son trưởng này, pha trưởng. Rồi đó, trên màn hình có hiện ở trên này, nó khi mình bấm thì trên màn hình hiện đây hợp âm cho này luôn. Và hiện nốt ở bên tay trái của các bạn luôn. Đó là khi bấm vào chord sang ABC. Khi bấm thêm lần nữa là full range. Full range có nghĩa là nó full hoàn toàn hết bàn phím luôn. Các bạn bấm chỗ nào không? Đó, nó bởi các bạn bấm gì nó cũng bấm 3 ngón nhé. Có một phải bấm 3 ngón thì nó hiện hợp âm trên này. Ví dụ bấm do mi son này hiện do này. Đó, son này. Đó, nó hiện hết. Rồi. Nhưng mà để chơi như bài nhạc bình thường thì các bạn nhớ để hiện chữ ABC nhé các bạn. Hiện chữ ABC và fill A và fill B nó cũng hiện ở trên màn hình luôn. AB trên này nó có luôn. Tiếp theo phía trên này là tempo. Phần trên này là tempo. Thì tempo này dùng để
chỉnh mức độ nhanh chậm của bài bản nhạc. Ví dụ đây mình bật bản nhạc nhé, cho nhỏ tiếng lại để nói cho các bạn dễ nghe. Rồi ví dụ đây bản nhạc bình thường như này, các bạn muốn chậm lại này, với những người mới chơi thì người ta tập chậm chậm thôi, thì mình ấn giảm tempo xuống thì trên này đồng nghĩa nó cũng giảm theo này. Đó, 62, 61, 60 này. Còn muốn nhanh hơn nếu bạn bấm tăng lên, còn muốn trở về vị trí ban đầu thì các bạn bấm giữ hai lần, giữ hai nút tempo cùng lúc, tự động tempo nó sẽ trở về mặc định. Rồi còn cái chỗ này là có chữ accom này, bạn thấy có accom dưới này, thì khi các bạn giữ nút shift và các bạn bấm giảm, có nghĩa là nó sẽ giảm nhạc, giảm cái điều đệm của cái đàn xuống. Trên màn hình nó cũng hiện này, đã hiện 12, 13, 70, 69, giảm xuống, giảm nhỏ nhạc xuống, nhưng mà các nốt mình đánh nó không giảm. Bấm tăng lên thì to nhạc lên. Đó, to dần đó. Và cái nốt mình đánh nó vẫn vậy. Rồi, ok. Tiếp theo là bộ phận nhà dãy số và con xoay của cũng nằm trong bộ phận điều khiển luôn. Thì dãy số là để mình bấm số, ví dụ những cái gì mà hiển thị thông số trên này mình có thể bấm số được. Ví dụ mình chọn xong là số bài hát số bao nhiêu đó thì mình bấm số luôn. Hoặc là điệu, ví dụ điệu mình chơi điệu bolero là nó là 241, là điệu cài ngoài á của cái đàn thì 241 thì mình bấm số. Mình chuyển sang một style này, mình chuyển sang một style đầu tiên nha, mọi nhìn trên màn hình. Rồi sau đó mình bấm số 241 đó, cho màn hình hiện chữ bolero pro 1 thế à. Rồi để chuyển sang bài khác thì các bạn có thể bấm nút lên hoặc nút xuống này để tăng giảm. Giờ chuyển sang điệu cho cha cha là 242 đó, 243 là DJ đó, giảm xuống này, tăng lên này, thì số nó nhảy theo. Hoặc là mình có thể dùng con xoay, như xoay lên, xoay sang theo kỳ kim đồng hồ thì số nó sẽ tăng đó. 245 mình xoay đó, mình có thể xoay. Trường hợp mà mình chọn từ số 1 đến số trăm bao nhiêu đó thì mình không nhớ số bao nhiêu thì mình có thể xoay thế này đó, mình xoay đến 100 mấy đó, đó Latin. Rồi đó là phần dãy số con xoay. Rồi ví dụ phần tempo mình có thể dùng con xoay luôn để mình lăn chuyển như thế này. Ví dụ 92 này, mình lăn xuống 80 đó, 70, 75. Rồi ok, rồi mình lăn lên đó, phần nào nhấp nháy trên đó mình có thể lăn bằng con xoay được. Rồi xong, vậy là đã xong phần bộ phận điều khiển ha. Okay, phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là phần bộ phận lưu trữ, bank remember. Đây bộ phận này đây đó, đây là bộ phận lưu trữ nè. Thì bộ phận lưu trữ này dùng để làm gì thì mình sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên là phần nút bank. Ví dụ khi mà mình hay chơi liệu bolero này, cha cha cha, DJ slow rock, và mỗi một điệu mình lưu vào một bank khác nhau, mình lúc mà mình bật đàn lên mình chỉ cần bấm vào cái bank đó và mình chơi thôi, đỡ phải chọn nhiều thứ khác nữa. Mỗi một lần chơi mình cứ phải chọn, nó sẽ tốn thời gian, thì mình lưu vô luôn. Mình hay chơi những cái gì thì mình lưu vô đây luôn. Để mình ví dụ cho các bạn luôn nha. Ví dụ mình chơi điệu slow rock này ạ, mình bấm vô style nha, mình sẽ bấm 248 là điệu slow rock, bạn có thể thấy trên màn hình đó. Rồi bank thì mình sẽ chọn bank số 1. Cái đàn này có 8 bank khác nhau, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình số nó nhảy này. Đó, đây là bank số 8 này. Rồi bank số 1 lại này. Rồi style mình chọn slow rock rồi nha, bank là bank số 1 rồi nha. Tiếp theo mình phải để ý đó là mình phải chọn tempo, xem cái mức nhanh chậm của cái điệu này nó phù hợp với mình chưa. Thì mình nghe thử, mình bật nút start stop lên để nghe thử. Khi mình cảm thấy cái nhịp độ của cái điệu này nó phù hợp với mình rồi thì mình ok, xong phần tempo. Còn nếu mà thấy nó còn chậm thì mình tăng tempo lên, thử nhanh quá thì mình giảm tempo xuống. Và cái quan trọng thứ hai là mình phải để chế độ hợp âm là ABC để mình chơi. Đó, khi lưu các bạn nhớ để chế độ charge là ABC nha. Cái thứ ba là mình phải để chế độ sẵn sàng sync start. Rồi bật lên trên màn hình sẽ nháy 1 2 3 4. Đó, 1 2 4 ABC, các bạn kiểm tra kỹ cho mình phần này nha. Tiếp theo mình vẫn lưu tiếng. Để lưu tiếng thì bank là bank số 1, các bạn bấm vào voice. Một cái bank này thì có 6 ô khác nhau, mình có thể lưu được một bài nhạc đó, là mình có thể chơi được 6 tiếng khác nhau. Thì theo kinh nghiệm mình chơi thì mình sẽ lưu
3 ô đầu 1 2 3 mình sẽ chơi ở 3 cái tiếng khác nhau cho phiêu A, và 3 ô sau là ở 3 cái tiếng khác nhau cho phiêu B. Thì khi mình chuyển cũng dễ hơn. Đó, mình chơi tiếng cũng dễ hơn mà nó không bị nhảy phiêu nữa. Đây mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn hiểu. Ví dụ điệu nãy giờ là mình xong rồi nha. Mình lưu điệu là điệu slow rock xong rồi. Tiếp theo là phần tiếng. Phần tiếng mình sẽ lưu đàn tranh ô số 1 và ở phiêu A, mình muốn chơi phiêu A. Thì các bạn giữ nút store và bấm M1. Trên màn hình sẽ hiện 1 là đàn tranh, 1 có nghĩa là băng số 1 và 1 tiếp theo là ô số 1. Tiếp theo là mình muốn sẽ lưu đến đàn bầu đi. Đàn bầu mình sẽ lưu là store 12. Đó, mình store 12 là băng số 1 ô số 2 đến đàn bầu và ở phiêu A. Tiếp theo mình sẽ chơi tiếng sáo. Mình chọn 282 là tiếng sáo nha. Nè tiếng sáo này. Đó, mình sẽ lưu là store M3 hiện 13, có nghĩa là băng số 1 ô số 3 là 6 ở phiêu A. Rồi tiếp theo mình sẽ lưu vào ô số M4. Style M4 mình sẽ chơi tiếng kèn đi. 251 auto sắt. Ok, mình sẽ lưu vào phiêu B. Đó, M4 mình sẽ lưu vào phiêu B ha. Đó, mình giữ store và bấm M4. Đó, để kiểm tra thì các bạn bấm voice này là auto sax, cái saxophone và style là slow rock. Ok. Rồi tiếp theo là mình lưu vào ôm M5. M5 là mình sẽ chơi chơi kèn tenor sax đi. Rồi, mình sẽ lưu vào ôm số M5. Rồi, M6 không khỏi lưu nữa, là M6 muốn lưu tương tự thôi, cũng như vậy. Sau đây mình sẽ đánh thử cho các bạn xem ha. Mình sẽ sử dụng M1, M2, M3 cho phần verse 1 và M4, M5 là cho phần điệp khúc. Và băng tiếng là mình sử dụng băng số 1, như nãy mình đã lưu là điệu slow rock. Và đầu tiên là mình sẽ chơi ô M1. Rồi, bật scene start lên. Intro. Đó, phiêu A nó sẽ nhấp nháy nè, các bạn nhìn trên màn hình thấy phiêu A nhấp nháy. Là sau phần intro thì mình sẽ vô phiêu A. Rồi vô. Đó, như vậy là mình đã sử dụng xong M1, M2, M3 là tiếng tranh nè, tiếng bầu và tiếng sáo cho verse 1, và M4 là kèn auto sax và M5 là tenor saxophone cho đàn điệp khúc. Đó, vậy là mình đã lưu xong và đã thực hành xong cho các bạn xem thử. M6 thì cũng vậy thôi, các bạn có thể lưu vào, nhưng mình thấy chơi 5 tiếng là đủ rồi. Tiếp theo là nút Wanted Setting, nó được viết tắt là OTS. Thì nút này là có nhiều người hỏi mình nè, là sử dụng để làm gì. Thì đây mình xin giới thiệu là nút này có tác dụng là nó sẽ set up các cái tiếng phù hợp với các cái điệu cho các bạn chơi. Ví dụ như một người mới chơi đàn, các bạn tắt đàn đi nhà với một người mới chơi đàn không biết gì về đàn, các bạn mua cái đàn về bật lên. Rồi các bạn muốn chơi DJ đi, các bạn muốn chơi DJ thì các bạn bấm 244 đó, style EDM DJ. Rồi các bạn không biết chơi cái tiếng gì để phù hợp với cái điệu này, chơi DJ mà mình đánh piano thì nó hơi kỳ chẳng hạn như thế, thì mình sẽ bấm cái nút Wanted Setting này. Tự động cái đàn nó sẽ chọn cho mình 4 cái tiếng phù hợp ở trong cái 4 ô M1 và 2 M3 M4 này. Đây các bạn bấm vô M1 này. Đó, các bạn vô voice để biết này, đó cái tiếng này. M2 này. M3 này.
chơi cho cái điệu EDM DC này. Rồi mình sẽ thử luôn nha. Các bạn bấm One Testing nó sẽ tự động chọn luôn. Intro M1 và xin start lên. Rồi nhấn cái này nha. Đó là mình đã vừa sử dụng hết 4 cái tiếng được lưu sẵn trong cái đàn này. Thì các bạn muốn chơi một cái điệu gì đó mà các bạn không biết chọn cái tiếng gì để phù hợp với cái điệu đó, thì mình sẽ bấm vô nút One Touch Setting này, tự động cái đàn nó sẽ chọn cho mình luôn. Các điệu khác cũng vậy nha. Đây, các cái điệu khác ví dụ như Bolero này. Đó, bấm vô Voice thì nó có lưu đàn tranh này, đàn bầu này. Đó, tiếng string. Đó, các cái điệu khác cũng được, cũng có nha các bạn. Cha 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 này cũng có luôn. Voice 1 này. Tiếng clavin rất là hay. Rồi, đó là xong phần One Touch Setting ha. Vậy là đã xong phần lưu trữ. Tiếp theo là phần hiệu ứng và các cái tùy chọn khác. Phần này thì hỗ trợ thêm cho các bạn để các bạn tập đàn này hoặc là chơi đàn cho cảm xúc và hay hơn. Ví dụ, thứ nhất đây là nút metronome. Metronome là nút đếm nhịp. Và các bạn muốn chơi tập piano, các bạn bấm thêm piano nha. Và các bạn tập theo nhịp metronome. Đó, các bạn tập theo này. Đó, các bạn có thể tăng nhanh hơn hoặc giảm chậm đi cái nhịp này bằng tempo. Tăng nhanh lên này. Có thể dùng lăn nhanh lên. Đó, các bạn có thể tempo nhanh hơn nè. Hoặc là giảm chậm đi. Đó. Và đây là nhịp 4/4. Các bạn có thể thay đổi nhịp bằng cách chọn trong function. Đó, các bạn nhìn trên màn hình thấy function giờ đó beat nè, beat đó là 4/4, đây là 3/4 nè, số 3 thì 3/4, đây là 2/4 nè. Đó, đây là 2/4. Các bạn bấm function lại nha. 1/1 nè, đó. 2/4 nè. 3/4 nè. Và 4/4 nè. Đó. Đó. Rồi, đó là phần metronome ha. Tiếp theo là nút mixer. Đây, các bạn có thể chỉnh được âm thanh của điệu và tiếng ở trong phần mixer này. Tăng giảm này. Đó, mixer. Mixer tiếng bass này. Và tiếng chord 1. Ví dụ như các bạn chơi một điệu đi. Ví dụ mình chọn điệu Bolero. Ví dụ mình chọn điệu Bolero và mình đánh, bật thử âm lên. Giảm lượng lại để nói chuyện với các bạn rõ hơn ha. Rồi phần mixer nè. Rồi chọn 1 nè, các bạn có thể giảm xuống. Mình sẽ giảm hết luôn cho các bạn thấy sự khác biệt. Rồi mixer chọn 2 nè. Giảm hết chọn 2 luôn. Còn thấy cái nhạc cái gì nó bị thiếu đi một số cái hiệu ứng. Rồi chọn 3 nè, giảm. Đó, dần dần nó mất hết cái hiệu ứng. Thì các bạn có thể tùy chỉnh căn sao cho phù hợp với mình nghe là được. Đó, chấp 2 chấm hết. Đó. Có 1 là dùng cái tiếng. Có 1 là dùng để chọn tiếng. Đó, giảm tiếng lại này, các bạn thấy không? Tăng tiếng lên. Thì có nhiều bạn á, có nhiều bạn hỏi mình là làm sao để cho cái tiếng tiếng voice nó to hơn cái điệu nhạc để mình chơi. Thì các bạn có thể vô phần tùy chọn mixer, các bạn vô upper 1, các bạn lại tăng lên upper 2 cũng được. Đó, hoặc là upper 1, upper 2. Đó, để mình vặn lên, tăng lên. Tăng lên. Đây. Upper 2 các bạn tăng lên.
thì tiếng nó sẽ to hơn. Và tùy cái lực mình đánh nữa. Trong này đó một phần, số phần các bạn có thể tùy chỉnh theo sở thích của mình như thế. Tiếp theo là phần duo. Duo là dùng để chọn tiếng. Ví dụ như mình chơi tiếng tiếng đàn tranh nha. Bây giờ mình đang chơi tiếng đàn tranh. Mình muốn chọn thêm tiếng violon mua tiếng đàn tranh. Thì các bạn bấm nút duo này. Xong các bạn chọn tiếng violon. Violon ở trên cái đàn này là string 169. Đây violon đây. Đó các bạn thấy tiếng đàn tranh với tiếng violon trộn lại nhau này. Đó hoặc là mình trộn với tiếng sáo 282. Đó là tiếng đàn tranh trộn với tiếng sáo. Đó là tiếng đàn duo ha. Rồi mình ta muốn tắt đi thì mình bấm đi. Bấm tắt đi thì trên màn hình chữ duo nó cũng hiện biến mất đi. Đó. Đó là chức năng duo là trộn tiếng. Rồi nút tiếp theo là nút lower. Đây nút lower ở đây. Thì nút lower này có tác dụng là gì? Thì các bạn thấy R1 và L này nó giống kiểu left right vậy đó. Bàn phím này nó sẽ chia ra làm hai bên, bên trái và bên phải. Thì ví dụ giờ mình muốn chơi bên trái là tiếng piano đi, mình bấm lower cho sang chữ left. Đó mình chọn 006 là tiếng piano này. Đó thì tại sao lên đây nó lại là tiếng đàn tranh, thì bấm lower này. Đó right này là tiếng đàn tranh, thì có nghĩa là nó chia từ đây qua là tay phải này và từ đây qua tay trái. Để mà căn chỉnh sao cho phần này nó ra giữa thì các bạn bấm vào phần function lên chỗ key split của mình. Đây nó đang ở nút số 19, phím số 19 là phím này. Đó mình tăng lên, đó mình tăng lên, đó tăng lên tầm 30, 31. Rồi mình bấm sang lower lại. Đó thì cái nút piano này nó lên đến tận trên này theo. Là điều chỉnh cho các bạn chơi hai tay, hai tiếng khác nhau. Bên này piano và bên này là tiếng tranh. Ví dụ giờ mình thử đánh bên này là tiếng đàn, tiếng sáo đi. Lower cho sang right nha. Mình chọn 282 là sáo nè. Rồi bên này mình chơi tiếng piano. Lower bên phải, bên trái là piano. Rồi kết hợp lại này. Đó, cái này hai bên lại với nhau. Đó chức năng lower. Rồi, nút tiếp theo là nút harmony. Harmony này nó có tác dụng gì? Các bạn bấm vô thử nó đi, bấm thử nó này. Thấy off, do it. Đó, nó chỉ có hai cái off và do it thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn phải vô phần function đến cái mục do it đó. Vô phần function đến mục do it đó. Đây, các bạn bấm vô xem nó có những cái tính năng gì. Đó, đây là những cái tính năng của nó này. Để, thì nó có rất là nhiều cái hiệu ứng ở trong này. Để mình ví dụ ha. Ví dụ mình trên đàn là đang hiện đàn tranh này, voice đàn tranh. Đàn tranh thì nó thường phù hợp với những hiệu ứng gì? Ví dụ như là cembalo, nó rải đàn tranh. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nó sẽ rải đàn tranh nha. Đó, thì đang bật hiệu ứng harmony thì nó mới có, còn tắt đi nè. Tắt đi, off, nó sẽ không có. Rồi, bây giờ mình sẽ bật lên lại các bạn xem được nha. Vô phần function. Để chỗ cembalo. Đây, cembalo. Cembalo 1, cembalo 2. Bấm harmony lên. Đó, đàn tranh này. Đó, tăng lên này, bấm harmony lại để cembalo lên. Vô phần function. Tăng cembalo lên cembalo 2, nó sẽ nhanh hơn. Những cái đàn dây á, những tiếng của những cái đàn dây thì mình sẽ dùng cembalo. Nó sẽ hay hơn khi mình chơi. Cembalo 3 thì nhanh hơn này. Mình đánh thử cho các bạn nghe một bài nha.
thấy thử tiếng tremolo nha. Nó giống kiểu nó sẽ rải cái dây đàn tranh như vậy đó. Rồi ví dụ bạn chơi DJ, như cái tiếng DJ vừa rồi mình chơi tiếng dance nha, tiếng dance. Đây, tiếng dance. Tiếng dance này thì chơi tremolo này nó có vẻ nó không hợp lắm, thì mình sẽ chỉnh lên function tiếng dance thì mình nên chơi octave. Đây, octave 1, octave 2, octave 1 đi. Ví dụ đây, khi mình tắt đi, các bạn sẽ nghe này. Đây nốt đô. Còn khi mình bật octave lên này, bò lên. Bạn nghe không? Nghe nó khác liền. Mình chơi sẽ ok hơn. Mình chơi thử tiếng DJ nha. Điệu DJ nè, thật xa. Đó. Nó sẽ dùng hai nút một lúc. Octave 1 là octave nó ở dưới này này, nốt thực sự của nó ở dưới này và nốt trên này. Đó là một số cái tính năng ha. Các bạn có thể chọn nhiều tính năng khác. Đó, ví dụ như là echo này. Đó. Nó sẽ vọng echo lại. Echo 2. Này echo 2 này. Nó sẽ vang hơn. Nghe không? Nó vang ra như vậy, nhiều, nó có nhiều tính năng trong này lắm ha. Đó là nút function và nút harmony là như thế. Như vậy là mình đã giới thiệu xong như này. Bây giờ mình sẽ nói các nút dưới màu trắng ha. Rồi mình tắt lại đi và lại cho các bạn dễ hiểu nè. Octave. Octave này có nghĩa là gì? Mình muốn sử dụng tính năng này thì mình phải giữ nút shift để mình sang một piano đánh cho các bạn dễ hiểu. Mình bấm piano nha. Do re mi fa sol. Này các bạn thấy do re mi fa sol ha. Dùng mình octave, bấm nút octave này giữ nút shift. Các bạn giữ nút shift và bấm chữ metronome thì nó hiện octave trên màn hình. Mình tăng lên một octave. Đây. Đó, nó lên, nó đổ lên, nó đổ rồi nè. Giảm octave lại nè. Đó, đổ. Một nốt, mình tăng lên octave. Đó, nó lên đổ nha. Có nghĩa là nó tăng lên cái nốt trên này nè. Rồi, có thể giảm một octave. Giảm xuống 2. Đó. Thì cái đàn này có thể giảm 2 octave và tăng 2 octave khác nhau. Rồi đó. Và nút octave. Và ngoài ra có nút change bow. Change bow là tăng một lần mình tăng lên hoặc giảm xuống là nó sẽ tăng nửa cung và giảm nửa cung. Như đây nó đồ. Và tới đây nó đồ. Thì khi mình bấm nút change bow này, giữ nút shift nha các bạn. Nhớ giữ nút shift, ấn nút mixer là nó sẽ hiển thị chức năng change bow trên màn hình. Đó, giữ nút shift, ấn mixer thì nhìn màu các bạn tăng lên 1. Tăng lên 1 có thể tăng nửa cung. Tăng lên 1 này. Đó, từ đổ nó lên đôi thăng này này. Tăng lên 2. Đó, là nó lên lên. Các bạn cứ tăng một lần tăng lên nó lên nửa cung. Và giảm cũng vậy. Còn về bình thường thì ấn hai cái nút này sẽ về bình thường. Các bạn chỉnh octave hay là change bow như vậy, các bạn ấn hai nút giống như tên này cùng một lúc nó sẽ trở về bình thường ban đầu mặc định. Nút tiếp theo là nút dictionary ha. Nút dictionary này là nút từ điển hợp âm. Các bạn giữ nút shift, các bạn bấm vào dictionary. Đó, nó sẽ hiện dictionary này. Nó hiện ABC hợp âm lên. Cái này các bạn dùng để các bạn học xem hợp âm đó bấm như thế nào. Ví dụ mình bấm nốt đô này thì trên màn hình nó có hiện là đô 7, thấy không? Đó, có nhiều loại hợp âm khác nhau. Bấm đặt một nốt đó thì nó cũng sẽ hiện hợp âm đó trên cái màn hình. Nếu bạn là học các bạn gọi là từ điển hợp âm thì nó bao gồm nhiều hợp âm khác nhau và nó có hiện nốt ở dưới này luôn. Đó, các bạn có thể học theo. Đó, một dictionary. Nút tiếp theo đó là nút album ha. Mình để xài sử dụng phần này thì mình dùng nút shift. Dùng nút shift và bấm lower là sử dụng tính năng album. Thì tính năng album này là gì? Tính năng album này có nghĩa là album nhiều bài nhạc, những có nhiều bài nhạc nổi tiếng á, thì mình không biết nó người ta xài điệu gì thì mình bấm vào đây. Một số bài nhạc nó dùng điệu nổi tiếng và nó sẵn sàng để cho mình chơi cái điệu đó luôn này nha. Love for time first này, ví dụ bài này đi ha.
bên này thì mình chỉ cần bấm nút là đánh thôi, bấm tay xuống đánh là nó sẽ chạy điệu thôi. Và cái quan trọng là mình không biết họ xài điệu gì thì mình bấm. Rồi, để biết họ xài điệu gì bấm vào style này. Đó, họ chơi style 194. Đó, em qua. Và tiếng là tiếng trumpet. Đó. Thì trong này nó cũng là một số cái bài nổi tiếng thôi, chủ yếu là bài nước ngoài. Đó, rất là nhiều. Đó, các bạn đánh thử đi. Đó, mình xem họ chơi style gì ha. Style 76 này. Đó, voice là drop. Nút tiếp theo là nút DSP. DSP này có nghĩa là gì? Nó là reverb đó. Ví dụ cái đàn tranh nha. Mình đánh như này. Đó, các bạn có thấy nó vang siêu. Giờ mình tắt thử nó nha. Giữ nút shift và ấn vào harmony là giờ tắt nó. Đánh nha. Các bạn có thấy không? Thấy sự khác biệt chưa? Mình bật lên lại nha. Giữ nút shift bấm vào đây. Đó, trên màn hình nó cũng có hiện chữ DSP này các bạn. Đó, các bạn để ý. Khác biệt chữ tiếng tranh. Rồi mình thử đánh piano luôn cho các bạn xem nha. Piano, mình tắt reverb đi. Piano này. Rồi mình bật reverb lên này. Đó, các bạn nghe khác biệt không? Tắt đi này. Đó, bật lại này. Reverb này nó khác với lại độ ngân của pedal nha các bạn, hay gọi là sustain á. Tức là tiếp theo là sustain này, đây này. Giờ mình đến sustain này. Để sử dụng chức năng này thì mình giữ nút shift và mình bấm vô nút function này. Trên màn hình nó cũng hiện sáng lên chỗ chữ sustain. Đây, sustain này nó sáng đen này, chấm đen này. Ví dụ mình tắt đi nó sẽ không hiện nữa. Đó, mình bật lên lại đây. Rồi, trước khi mình đánh cho các bạn thì mình tắt đi cho mình đánh này. Giờ mình bật lên để mình đánh cho các bạn nghe thử xem sự khác biệt nha. Đó, nó có cái độ ngân ra thì mình chơi nó sẽ cảm xúc hơn. Này. Đó, các bạn thấy nó ngân ra không? Chơi nó sẽ cảm xúc hơn. Rồi, ok. Vâng, vậy là mình đã hướng dẫn sơ bộ cho các bạn cách sử dụng cây đàn organ Custman K250. Và mình hy vọng rằng sau video ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn làm chủ được cây đàn organ của mình một cách dễ dàng hơn. Và nếu các bạn có thắc mắc, hãy để lại một comment phía bên dưới để mình có thể ra clip hướng dẫn cho các bạn và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy cho mình một like và một subscribe để mình có nhiều động lực ra những video hay và bổ ích hơn nữa nhé. Và cho mình xin 30 giây để quảng cáo. Đó là nếu các bạn muốn sở hữu cái đàn organ Custman K250, hãy liên hệ ngay đến với nhạc cụ Minh Phục theo số hotline 0286676806 để đặt hàng ngay cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.